Kính thưa quý vị, Cuba cố gắng đạt kỷ lục Guinness với điệu nhảy salsa truyền thống đến từ Havana, Cuba. Hơn 900 người từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau tụ họp về thành phố Havana, Cuba để nỗ lực thiết lập nên một kỷ lục thế giới Guinness với điệu nhảy salsa truyền thống của Cuba có tên gọi là Rueda de Casino, kéo dài trong khoảng 15 phút. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm và tham gia của rất nhiều người, từ học sinh, sinh viên cho đến những người phụ nữ nội trợ. Những người tham gia đến từ 17 nước trên thế giới như Mexico, Colombia, Nhật Bản, Đức và Romania trải qua những cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt trước khi chính thức được tham gia vào điệu nhảy này. Đại diện của ban tổ chức cho biết có hơn 1.000 người đã tham gia vào sự kiện đặc biệt này. Điệu nhảy salsa là một nét truyền thống đặc sắc của Cuba, thường xuất hiện trong các bữa tiệc và lễ kỷ niệm. Sự kiện này có một ý nghĩa quan trọng với nền văn hóa Cuba. Kể từ khi được hình thành vào năm 1920, điệu nhảy truyền thống của Cuba đã kết hợp nhiều phong cách mới khác, làm cho salsa trở thành một trong những điệu nhảy nổi tiếng nhất trên thế giới. Cuba sẽ ghi danh cho nỗ lực này với các giới chức của Guinness. Hy Lạp hiện thời giữ kỷ lục này khi vào năm 2014, 1.102 người đã tham gia điệu nhảy trong 7 phút 16 giây. Come on.